Dạ vâng ạ, à. vậy thì vì sao khi mà buồn trứng đa nang, phụ nữ thường khó có con, thậm chí là vô sinh ạ? À? À, và ngoài vấn đề này thì buồn trứng đa nang còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em phụ nữ như thế nào thưa bác sĩ? Mình phải hiểu thông thường là như thế này, mỗi một chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ thì sẽ có một năng noãn chín lên và khi năng noãn chín thì nó sẽ phóng noãn noãn gặp tinh trùng thì sẽ tạo thành phôi và phôi phát triển trong tử cung thì sẽ tạo thành thai rồi sau đó sau 9 tháng 10 ngày thì mình sẽ đẻ ra được một đứa trẻ hoàn hảo. Bùng trứng đa nang là trường hợp mà chỉ có các nang nhỏ không có nang nào to cả. Cho nên là không có hiện tượng phóng noãn xảy ra và khi không có hiện tượng phóng noãn xảy ra thì sẽ không có hiện tượng thụ tinh, tức là noãn không gặp được tinh trùng và không có hiện tượng thụ tinh, tức là không có hiện tượng có thai. Đấy. Ngoài ra ấy, thì có một số trường hợp đa nang thì có noãn to, có nang to, có noãn. Thế nhưng noãn không phóng ra được bởi vì là cái vỏ bao bọc bùng trứng đa nang nó quá dày và noãn không thoát được ra ngoài. Khi noãn không thoát được ra ngoài thì có nghĩa là tinh trùng cũng không gặp được noãn và tình trạng có thai cũng sẽ không xảy ra. Bùng trứng đa nang ảnh hưởng như thế nào? Nó có thể gây một số bệnh lý. Ví dụ như là tiểu đường vì nó nguyên nhân của nó là có kháng insulin. Nó có thể nữa là gây nên bệnh cao huyết áp, cái nữa có thể là tăng cholesterol, từ tăng cholesterol thì nó sẽ tăng nguy cơ của các cái bệnh tim mạch và đột quỵ.